Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời lượng của chuyên mục IT Today tháng 11 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. Kính thưa quý vị, thời gian qua, hệ thống trang thông tin điện tử của các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã đã được xây dựng, cơ bản hoạt động ổn định và cung cấp thông tin đúng quy định của pháp luật, góp phần đáng kể vào việc thực hiện các mục tiêu cải cách hành chính của tỉnh Quảng Trị đề ra. Tuy nhiên, vẫn còn một số trang thông tin điện tử chưa được cơ quan chủ quản quan tâm hỗ trợ cập nhật thường xuyên, đầy đủ. Thông tin còn nghèo nàn, thiếu tính thời sự, chưa bảo đảm phản ánh kịp thời hoạt động chỉ đạo quản lý, điều hành của cơ quan đơn vị. Thực tế này đòi hỏi phải có các giải pháp đồng bộ để nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử. Kính thưa quý vị, tại huyện Vĩnh Linh, việc nâng cấp trang thông tin điện tử lên cổng thông tin điện tử đã tạo nên hiệu quả rõ rệt, đặc biệt là trên lĩnh vực cải cách hành chính. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục IT Today, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Vĩnh Hà là một xã miền núi của huyện Vĩnh Linh. Kể từ khi có cổng thông tin điện tử, một công cụ giao tiếp hai chiều giữa các cơ quan đơn vị thuộc huyện với các tổ chức cá nhân là đầu mối cung cấp, hướng dẫn sử dụng, tra cứu hồ sơ các dịch vụ công của các cơ quan hành chính, cán bộ và nhân dân đã có nhiều thuận lợi. Từ lúc mà huyện Vĩnh Linh triển khai là cổng thông tin điện tử liên quan đến các xã thì ở xã chúng tôi tổ chức bộ phận một cửa liên thông làm việc thì tạo điều kiện cho nhân dân giao dịch tại xã rất thuận lợi, công văn đến công văn đi rất đảm bảo thoải mái, nhanh chóng và chính xác, giúp người dân triển khai tất cả các thủ tục hành chính nhanh và chính xác, rất thuận lợi cho xã làm việc. Ngày xưa chúng tôi phải công văn đến công văn đi phải chạy, nhưng bây giờ chúng tôi là có nhận công văn ngay trên cổng điện tử và gửi công văn trên cổng điện tử, cho nên rất thuận lợi và nhanh chóng, tạo điều kiện cho xã làm việc đảm bảo nhanh chóng hơn. Đối với ngành lao động thương binh và xã hội huyện Vĩnh Linh, cửa sổ thông tin bảo trợ xã hội trên cổng thông tin điện tử của huyện cũng đã tạo nên hiệu quả trong việc giải quyết chế độ chính sách cho người dân. Cái thủ tục hành chính mà qua một cửa điện tử này á, thì thuận lợi đầu tiên là cho người dân là họ sẽ đi lại là thuận lợi, và quả cả tin hồ sơ thiếu hoặc là những cái thủ tục gì chưa đầy đủ thì cũng phản hồi cho họ một cách là nhanh nhất, để cho quả tin từ người dân đến cán bộ xã và cán bộ huyện thì cái người mà trực tiếp thụ lý hồ sơ là mình cũng kiểm soát được, và trong quá trình lưu trữ là mình cũng biết được là nó đầy đủ hoặc là thừa thiếu như thế nào thì mình cũng phản hồi cho họ một cách nhanh nhất này, và họ cũng nhận được kết quả và họ biết được cái thời gian để họ được hưởng cái chế độ chính sách của nhà nước. Từ tháng 10 năm 2019, cổng thông tin điện tử huyện Vĩnh Linh ra mắt có tên miền vinhlinh.quangtri.gov.vn. Do Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với huyện Vĩnh Linh thiết kế thực hiện. Đây là nơi cung cấp thông tin chính thống của huyện Vĩnh Linh trên mạng Internet. Các cái văn bản chỉ đạo điều hành là được cập nhật lên cổng thông tin điện tử của huyện một cách rất là kịp thời. Trên cổng thông tin điện tử của huyện là có cả cái cửa sổ về dịch vụ công trực tuyến này, về một cửa điện tử này, về lấy ý kiến của nhân dân đối với các văn bản quy phạm pháp luật để mà tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc tìm hiểu các cái thông tin về cải cách hành chính cũng như là quá trình giải quyết hồ sơ và là việc góp ý vào các cái dự thảo văn bản. Cổng thông tin điện tử huyện còn có trang thông tin điện tử của huyện ủy, hội đồng nhân dân huyện, 22 xã thị trấn, một số đơn vị trong huyện. Mỗi trang thông tin điện tử trong cổng sẽ được tạo một tên miền riêng, giao diện và cấu trúc menu riêng. Hệ thống cơ sở dữ liệu được dùng chung cho các website nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, nhân dân tiếp cận thông tin. Trong thời gian tới thì để mà thực hiện thứ nhất là hội nghị trực tuyến này, rồi là phòng họp không giấy tờ e-cabinet thì việc mà sử dụng cổng thông tin điện tử là rất là có hiệu quả, bởi vì là có các ngoài cổng thông tin điện tử của huyện thì có các trang thông tin điện tử của các xã thị trấn. Việc mà chỉ đạo điều hành là sẽ nhanh hơn, hiệu quả hơn, vì tích hợp với cổng thông tin điện tử của huyện với phần mềm quản lý văn bản, hồ sơ công việc, cho nên việc xử lý văn bản là rất là nhanh, thuận tiện.
Kính thưa quý vị, ngoài trang thông tin điện tử của tỉnh tại địa chỉ www.quangtri.gov.vn, đến nay 100% các sở ban ngành và ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trang thông tin điện tử độc lập cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp. Để hiểu rõ thêm về thực tế hoạt động của các trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh và định hướng việc nâng cao chất lượng hoạt động trang thông tin điện tử, cổng thông tin, phóng viên chuyên mục IT Today đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Huyền, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Vâng, xin được cảm ơn bà Nguyễn Thị Huyền, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị. Cảm ơn bà đã dành thời gian cho chuyên mục IT Today của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. Thưa bà, thì qua cái phóng sự vừa rồi thì chúng ta cũng có thể thấy được cái hiệu quả của cổng thông tin điện tử trong việc cung cấp thông tin phục vụ cho người dân và doanh nghiệp. Vậy thì tại tỉnh Quảng Trị thì cái vấn đề này như thế nào? Xin bà đánh giá cụ thể hơn ạ. Về cổng thông tin điện tử hiện nay là trên địa bàn toàn tỉnh thì 100% cơ quan nhà nước từ tỉnh đến huyện đã có trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử để cung cấp tất cả các thông tin về dịch vụ công, rồi là văn bản quy phạm pháp luật, rồi là một bức tranh hoạt động của từng ngành, từng địa phương và của tỉnh Quảng Trị trên cổng thông tin điện tử của tỉnh. Và qua cái cổng mà 100% đơn vị đều có thì hỗ trợ cho doanh nghiệp và cái hoạt động của cơ quan nhà nước là rất là tốt. Tất cả các điều hành và các cái hoạt động đều là hiện nay là xây dựng cái chính phủ điện tử và chính quyền điện tử thì đều hoạt động đưa lên trang thông tin điện tử, trao đổi văn bản thì rồi là cung cấp văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý nhà nước và các cái dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp để họ vào để họ tương tác và họ tìm hiểu về các cái lĩnh vực các ngành mà người dân và doanh nghiệp quan tâm. Trong quá trình triển khai thì vẫn còn có những cái khó khăn và bất cập. Xin bà cho biết rõ hơn ạ. Cái khó khăn bất cập thì theo cái quy định của nghị định 3 và thông tư 32 năm 2017 là còn đảm bảo đầy đủ các cái thông tin, trong đó các cái thông tin đó phải đảm bảo về nội dung, về mặt kỹ thuật và hình thức, một cái tính khoa học sắp xếp ở trong đó, và đặc biệt là có hỗ trợ cho là người khuyết tật rồi là tiếng nước ngoài, đặc biệt là ưu tiên những dịch vụ công mà có người nước ngoài tương tác thì chúng ta phải có tiếng hai ngôn ngữ. Tuy nhiên hiện nay thì nhiều cái các cái trang thông tin á thì đã cơ bản là đáp ứng cái nghị định 43, nhưng mà cũng mới là vấn đề cơ bản, còn những vấn đề là cập nhật cái thường xuyên đầy đủ cái thông tin trên đó là vẫn đang còn thiếu, cũng chưa kịp thời. Và cái thứ hai là cái hỗ trợ các công cụ hỗ trợ người khuyết tật mà tiện nước ngoài vẫn đang còn hầu như là đang còn rất là thiếu. Và dịch vụ công của 3 bộ thì chúng ta cũng đã đặt cổng, tuy nhiên là cái cung cấp dịch vụ công thì cơ bản là đáp ứng, tuy nhiên người dân là chưa, cái sự tương tác của người dân vậy là cơ quan là vẫn đang còn hạn chế. Để thực hiện tốt cái quy định của pháp luật và nâng cao hơn nữa hiệu quả của cổng thông tin điện tử thì trong thời gian tới tỉnh Quảng Trị tập trung vào những cái giải pháp trọng tâm nào? Trong thời gian tới thì theo cái cổng của tỉnh thì theo dự án chính quyền điện tử đã được phê duyệt thì chúng ta nâng cấp lên từ cái để đảm bảo về mặt kỹ thuật, đặc biệt là cái sự tương tác giữa là người dân và chính quyền, và cái thứ hai nữa mình phải đảm bảo là cung cấp thông tin là phải chính thống và đảm bảo là đúng pháp luật. Thời gian tới chúng tôi cũng đã chuẩn bị để nâng cấp và kiện toàn các cái bộ phận đã hướng dẫn cho được rồi, chúng tôi cũng đã đi kiểm tra tất cả các trang thông tin điện tử để hướng dẫn và chấn chỉnh và cũng hỗ trợ cho các cái đơn vị để là họ có hàng ngày còn họ hoàn thiện hơn về bộ máy và để là có cái sự đầu tư về cái nội dung biên tập, làm thế nào cái trang thông tin là nó phong phú và đầy đủ, thông tin vừa phong phú vừa đầy đủ vừa đủ pháp luật. Xin được cảm ơn bà đã dành thời gian cho cuộc trao đổi ngày hôm nay.